Sáng nay khi mà mình đang tìm nội dung để làm video cho các bạn thì có đọc được một bài báo như thế này. Theo số liệu nghiên cứu của công ty IDC cho biết thì iPad đang thống trị máy tính bảng trong quý 4 năm 2022 với tỷ lệ phần trăm mọi người biết bao nhiêu không? 49,2%. Vâng, trong rất nhiều các hãng làm máy tính bảng thì iPad đang chiếm đến 49,2%, tức là gần nửa luôn trên thị phần. Vậy thì tại sao máy tính bảng của Apple lại có thể là bá đạo đến như vậy? Và tại sao bây giờ nó vẫn đang giữ được nhiệt tốt như thế? Thì đây sẽ là lý do nhá. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Mỗi khi nhắc đến lý do tại sao một sản phẩm Apple nào đó bán chạy hoặc là có thị phần tốt ở trên thị trường thì chúng ta không thể bỏ qua được về hệ sinh thái. Hệ sinh thái đã là một cái gì đấy nó gắn mác rất quen thuộc với cả các sản phẩm của Apple rồi, bởi vì cái tính liên kết của nó rất cao và cái việc mà chúng ta sử dụng ở trong hệ sinh thái nó rất tốt. Khi bạn có một ý tưởng nào đó, các bạn phát thẳng trên iPad, các bạn vẽ vời trên đó, sau đó chúng ta chuyển qua bằng AirDrop, bằng hay nó qua cho MacBook hoặc là qua cho iPhone, thì chuyển sang cho MacBook như vậy chúng ta có thể là tiện làm luôn ở trên MacBook cũng được và rất nhanh. Như vậy là có một cái quá trình chúng ta làm việc chuyển qua chuyển lại giữa các thiết bị nó nhanh như vậy, tiết kiệm thời gian thay vì việc chúng ta phải cắm dây, cắm ổ cứng hay là các thiết bị khác vào để có thể là lưu chuyển các dữ liệu cho nhau, và cái chất lượng của nó vẫn rất là tốt. Vì vậy nên là chúng ta có một cái iPad ở đây để có thể làm việc tốt hơn, nhanh hơn. Tại sao chúng ta lại không đầu tư? Trước đây khá lâu, khoảng một vài tháng thì mình chưa có cái chiếc MacBook để mang đi học và đi làm. Từ đó thì mình mượn ở cửa hàng một chiếc iPad như thế này. iPad này là iPad Pro 2022 bằng Wi-Fi 128GB, một chiếc Apple Pencil và một cái bàn phím của Apple luôn. Một combo đầy đủ như thế để có thể là mang đi học và trải nghiệm luôn, xem là một ngày mình mang đi học và đi làm nó có tiện và tốt hay không. Bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và pin là 100%. Lúc đó mình mang đi học, không phải mang bất kỳ một cái giáo trình nào đi, không phải mang vở đi, mang đúng cái iPad này thôi và cái bút. Mang đi lớp, mình chia đôi màn hình của iPad ra, một bên mình để thể hiện cái giáo trình mà thầy cô đã gửi cho mình online, và một bên mình để ghi lại các cái phần đầu mục mà thầy cô có thể giảng thêm, hoặc là có thể là ghi chú lại gạch trực tiếp ở trên cái phần bài giảng điện tử luôn. Thì khi đó mình có hai cách để nhập liệu. Một là mình gõ ở trên bàn phím như thế này để là nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cảm thấy là cái tay của mình hơi to so với cả bàn phím nên mình đã gấp nó lại như thế này và bắt đầu lôi bút ra và viết ở trên này. Nó cũng rất là nhanh và tiện so với cả viết trên vở, nó không, gần như là không chênh lệch nhau nhiều. Tất nhiên là viết ở trên iPad mình không được quen cho lắm thì là cái cảm giác viết nó cũng hơi ngại, hơi bị ngại tay một chút, viết nó có vẻ chậm hơn, nhưng nhìn chung là ghi chú lại rất là tốt. Sau đó đến trưa, mình có biến cái bàn phím này trở thành một cái giá đỡ cho iPad, để lên đây, mở Doraemon lên và bắt đầu xúc cơm và ăn. Giải trí ở trên chiếc iPad này cũng khá là tuyệt vời, làm cho hình hiển thị màu sắc, hiển thị hình ảnh rất là ok. Cùng với đó có thêm 4 giải loa ở bên cạnh hai bên như thế này, cho cái chất lượng âm thanh cũng rất là tốt luôn, mà âm thanh loa của nó rất to nhá. Tiếp đó đến chiều thì mình có sử dụng iPad để có thể là làm kịch bản. Mặc dù là gõ ở trên này nó hơi khó chịu một chút bởi vì tay mình hơi to, bàn phím thì lại bé, nhưng được cái là khi mà mình ghi chú lại á, ghi chú lại các cái điểm lỗi ở trên kịch bản, hoặc là mình muốn cho anh editor mình xem, mình có thể sử dụng trực tiếp ở trên iPad này và zoom ra zoom vào những cái điểm mà mình cần lưu ý lại để cho anh xem, rất là nhanh và rất là tiện. Và đến tối khi mà mình về nhà, chiếc iPad này vẫn còn khoảng 20% đó, mình có thể vào và làm một trận liên quân luôn để giải trí. Thì đến lúc này mình mới cảm nhận được thật sự về tất cả mọi thứ tốt nhất ở trên chiếc iPad Pro 2022 này. Từ 4 cái loa, màn hình 120Hz, thêm một con chip M2, đặc biệt là con chip M2 nhá, rất mạnh. Và mình chơi game trên này không có một hiện tượng giật lag nào luôn. Tất nhiên là máy vẫn có hơi nóng lên một chút, nhưng mà lại không bị sụt sáng như là trên iPhone nhé. Chơi game rất là thoải mái ở trên này luôn, và để max setting vô cùng ok. Mặc dù không thể thay thế được cho cả hai thiết bị kia, nghe gọi không được này, hoặc là chúng ta làm việc nếu mà tần suất cao, lâu dài, liên tục thì không thể thay thế được cho MacBook. Nhưng nhìn chung nếu như bạn làm một công việc nhẹ nhàng và ngày hôm đó của bạn những cái task của mình nó không quá nặng thì iPad cũng là một lựa chọn rất là ok, khi mà chúng ta có thể là thay thế cho các thiết bị kia. Tính đa dụng cao và hiệu quả cũng đang rất là tốt luôn nhá. Điểm thứ ba mà mình vừa nói đến đó là độ nhận diện. iPhone là một sản phẩm đã là chiến lược của Apple và chúng ta đã làm quen với iPhone quá là lâu rồi. Và nhìn lại về một chiếc iPad ngày xưa, những chiếc iPad đầu tiên, iPad 3, iPad 4, thậm chí là iPad Gen, những chiếc iPad này có nút home, nút home vật lý, nó rất là giống với cả iPhone 6S Plus và nó chỉ là cái bản màn hình to hơn của iPhone mà thôi, nhìn rất giống đúng không? Như vậy thì khi mà chúng ta đã có một chiếc iPhone rồi, độ phủ của iPhone đã lớn, thì việc mà chúng ta có một cái iPad để sử dụng
nó cũng rất là dễ để làm quen, rất là dễ để sử dụng bởi vì nó gần như là chả khác gì iPhone. Như vậy thì những người lớn tuổi khi mà đã có iPhone và chuyển sang dùng iPad để đọc báo nó to hơn thì họ cũng rất là thích và cảm giác là vô cùng thân thuộc với cả chiếc điện thoại của chúng ta. Và iPad phủ được đến tất cả các đối tượng người dùng. Đối với người trẻ là về sự tiện lợi về công việc, còn đối với cả người có tuổi hơn thì đã là cái thói quen gần như là ăn sâu vào trong trí não. Như vậy đến đây chúng ta đã có thể chốt lại lý do tại sao mà iPad lại bá đạo đến như vậy rồi. Nói như vậy không phải để dìm hàng các hãng tablet khác đâu nhá. Samsung này, hay Xiaomi hay là Huawei, họ làm máy tính bảng cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì về cái việc mà chúng ta có một cái bóng quá lớn của iPhone phủ rộng rất là nhiều đối tượng rồi thì việc chúng ta quay sang sử dụng một chiếc iPad như thế này vô hình chung nó cũng là một điều gì đó đương nhiên thôi. Các hãng máy tính bảng khác có các công nghệ tốt, có những trải nghiệm tốt thì vẫn có người dùng, thị phần của họ vẫn có nhưng chỉ là không nhiều như là iPad mà thôi. Còn theo bác, lý do ở đâu mà iPad trở nên bá đạo trên thị trường như vậy? Hãy để lại ý kiến bên dưới và comment nhé. Và đừng quên để lại nút like, một đăng ký kênh trên kênh YouTube của Bác One. Đây sẽ là động lực rất lớn của chúng mình để ra thêm những video chất lượng hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.